Đội thanh niên xung phong cổng trời mặc quần áo của ai mà đẹp đấy ạ? Sơn này, dạ. Về cảm ơn anh Sơn hộ chị nhá. À, cảm ơn cả đội xe nữa đã ủng hộ quần áo cho trung đội thanh niên xung phong chúng tớ. Có cái vừa, cái hơi rộng nhá. Này, cái phải đúng nhỉ. Nhưng mà thôi, thế này là tốt lắm rồi. Tiến các em, vào lấy nước mời hai đồng chí lái xe đi. Hai đồng chí lại đây ngồi nghỉ một lát. Dạ vâng. Hai đồng chí đi đường có mệt không? Mệt lắm chị ạ. Đi thẳng bình thường với diện. Chúng em mời anh Sơn. Không thấy không? Tất cả trung đội nữ thanh niên xung phong cổng trời chúng tớ đang lấy nước. Mời hai đồng chí lái xe đấy. Bọn em mà uống hết cái chỗ nước này à? Cô mà... Đi cả mày. Thôi, em xin lấy phần của Phúc. Vì em cũng quê. Chưa làm nước đi. Cảm ơn Phúc. Em nhá. Em ơi. Của anh cũng được nặng nặng lên. Thôi. Chị. Em của chị này. Em chả người non dạ thế này mà các chị cứ bắt em cũng hết nước các chị thì em chết thật rồi. Thôi em về đây. Em vào nhà thôi. Không. À, Phúc nhận được thư chưa? Không nhận được rồi. Chưa được một Phúc. Bây giờ thôi. Đừng nói cho ai biết nhá. Biết là chết đấy. Chị Ký ơi, nhờ gì Sơn thì chị nói đi ạ. Sơn này. Dạ. Nghe nói hôm nay Sơn về trên bên trạm à? Vâng ạ. Em chịu khó đi thêm mấy km nữa về trạm cấp cứu Tiền Phương. Bọn chị muốn gửi anh Nhật về trên đó. Nhưng mà vết thương của anh ấy lành hẳn chưa ạ? Liệu coi đi được đoạn đường dài hay không? Toàn đường đường thôi, sốc lắm. Vết thương của anh Nhật cũng đỡ nhiều rồi. Về trạm cấp cứu Tiền Phương có điều kiện chăm sóc thì anh ấy sẽ nhanh khỏe hơn. Vâng, thế chị vào bảo anh chuẩn bị đi. Em đã sát chỗ này. Cái gì tốt quá. Em gửi. Chào các em nhá. Anh về đã. Phúc anh, đi nhá. Các em này, hôm nay chị em chúng mình sẽ chia tay anh Nhật. Chị đã nhờ được xe của Sơn đưa anh về trạm cấp cứu Tiền Phương rồi. Như hôm chị đã thống nhất ngoài mặt đường, chị em chúng mình đã nhất trí rằng cứ để anh ấy chọn, phải không? Cứ để anh ấy chọn. Sau này hòa bình, ai trong chúng mình còn sống sẽ chăm sóc anh ấy đến cuối đời. Bây giờ các em chuẩn bị đi. Để chị vào, chị đưa anh ấy ra nhé. Anh Nhật này, em đã nhờ được xe của Sơn đưa anh về trạm cấp cứu Tiền Phương rồi. Hôm nay tất cả trung đội nữ thanh niên xung phong cổng trời chúng em có mặt ở đây để chia tay anh ạ. Vâng. Thế mọi người đang ở đâu? Thấy rồi. Tôi thấy hơi ấm của các em rồi. Cái hơi ấm đã kéo tôi từ cõi chết trở về. Cái hơi ấm đã cho tôi hy vọng sống. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. À không. Để không khách sáo thì anh cảm ơn các em. Còn nữa, chị em chúng em đã thống nhất với nhau rằng... Thống nhất gì cơ? Phúc ơi, em nói hộ chị. Phúc ơi, Phúc, có chuyện gì? Em nói đi, Phúc. Anh Nhật ơi, đội thanh niên xung phong cổng trời chúng em đã có một quyết định. Quyết định gì cơ? Sau này, nếu đứa nào trong chúng em còn sống thì người ấy sẽ chăm sóc anh đến suốt đời. Anh Nhật, anh chọn đi. Người anh chọn sẽ thay. Các em ơi, thế có được không?